Lý Nhã Kỳ Tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn Sinh ngày 19 tháng 7 năm 1982 Là một nữ diễn viên Doanh nhân người Việt Nam Cô được biết đến qua vai diễn Kiều Trong phim truyền hình Kiều Nữ và Đại Gia Năm 2008 Năm 2011 Cô được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam Năm 2016, cô được nhận tước vị Công chúa Châu Á do Hoàng đế tối cao Magacop Unipa Sowanhadi đại diện cho chính quyền bộ tộc Mandanao của Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất Bang Somoro, Philippines phong tặng. Sau đó Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chính thức gửi thư chúc mừng hoàng gia Mindanao và Lý Nhã Kỳ nhân dịp được sắc phong tước vị này. Tiểu sử Cô tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu. Cha của cô là ông Trần Ngọc Lý, từng chiến đấu tại rừng sát nay thuộc huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh trong chiến tranh Việt Nam. Ông mất năm 2005 do vết thương chiến tranh tái phát và được trao tặng danh hiệu liệt sĩ. Mẹ cô là người gốc Thái Bình. Cô lớn lên trong một xóm nhỏ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 16 tuổi, cô theo họ hàng sang Đức học hành. Cô đã khẳng định với báo chí là đã tốt nghiệp trường đại học Alexander Weigand tại Đức. Ngoài tiếng Việt, cô có thể sử dụng tiếng anh tiếng đức và tiếng trung lý nhã kỳ giải thích cho nghệ danh của cô tên thật của mình là trần thị thanh nhàn còn lý nhã kỳ là nghệ danh lý là tên của bố mình đã mất nhã xuất phát từ tên nhàn nhàn nhã đó mà còn kỳ là do mình tự nhận thấy cuộc đời của mình đôi khi đón nhận những chuyện bất ngờ công việc Lý Nhã Kỳ không chỉ làm diễn viên Ngoài đời cô làm thêm khá nhiều nghề Công ty của cô hoạt động trên các lĩnh vực như Cố vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản Kinh doanh cửa hàng kim cương, túi sách thời trang Đồng hồ thời trang, thương hiệu cao cấp của Italia Lý Nhã Kỳ cùng với Hồng Nhung và Giáng My Làm đại sứ cho dòng xe C-Class và E-Class của hãng xe Mercedes-Benz trong năm 2008 và là hình ảnh đại diện của Axel April One. Thì Lý Nhắc Kỳ cũng đã làm đại sứ cho hãng Mỹ phẩm Avon năm 2009. Hoạt động xã hội Từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2008, cô làm đại sứ hãng Mỹ phẩm Avon trong chương trình cổ động lắc tay nhân ái gây quỹ giúp đỡ phụ nữ trên toàn thế giới đang chịu cảnh ngược đãi và bạo lực trong gia đình hay có những hoàn cảnh bất hạnh khoảng tháng 6 năm 2009 cô đã nhận làm đại sứ nụ cười tại Việt Nam cho tổ chức Operation Smile một tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ y tế và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên bị dị tật, khe hở môi hàm ếch. Cùng tham gia đại sứ nụ cười năm 2009, còn có Thành Long. Cuối năm 2009, Lý Nhã Kỳ sang Trung Quốc, tham dự lễ trao giải từ thiện của Liên đoàn Báo chí Trung Quốc theo lời mời của bà Ali Chiu, chủ tịch tập đoàn Henzep và quỹ từ thiện Sinh Hốc. Tại đây cô đã có buổi gặp gỡ với Mark Obama, Nesando, em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ, Barack Obama. Sau đó cô đã nhận lời mời làm phó chủ tịch quỹ Sen Hóc Quốc tế, làm chủ tịch quỹ này tại Việt Nam. Ngày 11 tháng 4 năm 2010, Lý Nhã Kỳ là một trong 28 cá nhân nhận cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng lần thứ năm với cương vị là phó chủ tịch quỹ từ thiện Sen Húc quốc tế và là chủ tịch Sen Húc tại Việt Nam. Cô tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cầu nông thôn, cấp học bổng cho học sinh giỏi, tặng xe đạp, mổ mắt cho trẻ em nghèo trên toàn Việt Nam. Năm 2010 đến năm 2011, Lý Nhã Kỳ tham gia chương trình từ thiện hỗ trợ chi phí khám và mổ mắt cho các trẻ em bị khiếm thị ở Phú Thọ, Hà Nội, Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh. Xây nhà tình nghĩa ở Kiên Giang và xây cầu nông thôn ở Tiền Giang, tặng xe đạp cho học sinh giỏi ở Đại Lộc. Ngày 21 tháng 9 năm 2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra quyết định số 3000 trên quy đề BVHT TGL Bổ nhiệm Trần Thị Thanh Nhàn làm đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam nhiệm kỳ một năm. Một ngày sau khi ra quyết định số 2995 trên quy đề BVHT TDL về quy chế bổ nhiệm miễn nhiệm tiêu chuẩn hoạt động quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của đại sứ du lịch Việt Nam. Năm 2011, công việc của cô tập trung vào vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tháng 11 năm 2012, Lý Nhã Kỳ đã cùng đoàn đại biểu thể thao Việt Nam sang Macau vận động quyền đăng cai ASEAN 2019. Ngày 8 tháng 11 năm 2012, OCA đã chính thức tuyên bố Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tổ chức giải đấu thứ 18. Tuy nhiên do khó khăn kinh phí nên sau đó Việt Nam đã rút lui và không tổ chức đại hội này. Tháng 12 năm 2016, Lý Nhã Kỳ được sắc phong công chúa châu Á và Việt Nam. Hoàng đế tối cao châu Á, Mangakop Jinipa Sau Hadi, đại diện cho chính quyền bộ tộc Mandanao, Vương quốc hội giáo nhân dân thống nhất Bang Samoro, Philippines tổ chức Vương quốc hội giáo hoàng gia tại hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị Công chúa châu Á và Việt Nam cho Lý Nhã Kỳ. Lễ sắc phong diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2016. Tháng 6 năm 2018, Lý Nhã Kỳ đảm nhiệm lãnh sự danh dự của Romani tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2018, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Trung ương hội Trung ương hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam khóa 2, nhiệm kỳ 2018-2023. Tài tiếng Mặc váy hở ngực trong vở kịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bàn giao vương điện biên Dương Thiết Tâm. Tháng 4 năm 2012, một số hình ảnh cưới và chứng nhận kết hôn ngày 18 tháng 8 năm 2000 giữa Trần Thị Thanh Nhàn có cùng tên khai sinh ngày sinh và nơi sinh với Lý Nhã Kỳ và Dương Thiết Tâm được tung lên mạng làm lan tràn việc cô đã kết hôn từ năm 18 tuổi. Bị nghi ngờ, chứng chỉ tốt nghiệp đại học là bằng giả. Hoạt động khác năm 2011 Tháng 5 năm 2011, Lý Nhã Kỳ tham gia vào kịch sân khấu và điện ảnh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản Giao Hưởng Điện Biên. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị văn hóa lớn của Việt Nam và là vai diễn sân khấu đầu tiên của Lý Nhã Kỳ. Trong vở diễn này, Lý Nhã Kỳ hóa thân thành bạn gái của tướng Đờ Cát. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ gây phản cảm khi lộ ngực khi diễn vở kịch này và bị coi là nghệ sĩ ăn mặc phản cảm. Cô đã thanh minh đây là lỗi của họa sĩ thiết kế trang phục khi cho cô mặc áo khoét cổ sâu và được các thành viên tham gia vào kịch ủng hộ. Năm 2018 Tháng 6 năm 2018, Lý Nhã Kỳ trở thành lãnh sự danh dự của Romania tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2018, Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam khóa 2, nhiệm kỳ 2018-2023. Ca nhạc Lý Nhã Kỳ xuất hiện với vai trò diễn viên minh họa trong MV Ngày Không Bình Yên, Trương Lê Sơn và MV Người Ngoài Phố, Anh Việt Thu. Trích trong album DVD Nửa Bằng Trăng của Đàm Vĩnh Hưng năm 2009. Năm 2020, Lý Nhã Kỳ và vai người yêu của Đàm Vĩnh Hưng trong MV Chuyện Loài Hoa Giang Giảm Y Vũ. MV quay dựng phim ngắn lấy bối cảnh tại Đà Lạt. Nhận xét của dư luận Sau khi cố được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam, nhiều ý kiến đã bày tỏ phản đối điều này vì họ cho rằng cô có nhiều vụ bê bối về cuộc sống cá nhân và như vậy chưa xứng đáng với sự bổ nhiệm này. Ngoài ra còn có nhiều ý kiến nghi ngờ về bằng cấp đại học tại Đức của cô. Theo khảo sát của trang thông tin điện tử VNFDF, trong số 21.284 phiếu, có 61,4% ủng hộ và 38,6% phản đối quyết định bổ nhiệm cô làm đại sứ du lịch Việt Nam. Lý Nhã Kỳ Tôi có 400 tỷ năm két sắt kim cương từ hai thập kỷ trước, giờ giàu hơn nữa. Chị Đại Hột Soàn, Đại Gia Kim Cương, phụ Bà Về Bít là những danh xưng cư dân mạng dành cho Lý Nhã Kỳ. Sau nhiều năm vào sâu bít, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản cách xù bao gồm biệt thự, siêu xe, kim cương, đồ hiệu. Tuy nhiên dạo gần đây Lý Nhã Kỳ phải liên tục lên tiếng phản hồi khi bị bàn tán tiêu cực liên quan đến cuộc sống đời tư. Nữ diễn viên năm lần bảy lượt phản pháo tin đồn bị bắt đóng băng tài sản. Sáng ngày 9 tháng 4, Lý Nhã Kỳ tiếp tục làm rõ thông tin cô có 400 tỷ đồng, 5 két sắt để chứa kim cương. Theo đó phủ bà V Cho biết đây chỉ là thống kê cũ Hiện số tài sản cô có trong tay Đã vượt những con số kia Tôi có tài sản 400 tỷ Và 5 kép chữ kim cương Suốt hai thập kỷ rồi Trong suốt hai thập kỷ tôi giàu hơn nữa Cập nhật con số mới đây Mấy con số cũ này tao là Lý Nhã Kỳ nhấn mạnh Dù nữ diễn viên không tiết lộ Con số cụ thể về tài sản hiện tại nhưng qua những dòng chia sẻ này cũng đoán được không phải dạng vừa. Theo nguồn tin từ sâu China Morning Post đăng tải vào đầu năm 2022, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ ước tính khoảng 17 triệu USD, gần 385 tỷ đồng. Nữ diễn viên hiện sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đà Lạt, Vũng Tàu. Ngoài ra cô còn có du thuyền với giá 4,4 triệu USD, gần 100 tỷ đồng. Về đồ hiệu Lý Nhã Kỳ có khoảng 400 chiếc túi, có cái khoảng vài chục tỷ đồng. Số lượng túi đặt đỏ nhiều đến mức, đôi khi có mất vài chiếc Lý Nhã Kỳ cũng không nhận ra. Có khi mua nhiều quá không quản lý hết, rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Và để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này, thì cũng không thể nhớ hết. Phần lớn tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài. Cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại, lại gom về. Giờ nhà cô có đến hai phòng chỉ để chất đồ thời trang mà thôi. Lý Nhã Kỳ cho biết. Trong một chương trình, Lý Nhã Kỳ từng Vladlake số kim cương. Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa Thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra Đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó Về lý do liên tục lên tiếng đáp trả cư dân mạng Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ với chúng tôi Vào trang cá nhân của người khác Bạn có thể đưa ý kiến phát biểu Thẳng thắn góp ý Kể cả là không thích Không bằng lòng nhưng không phải là thích là được chửi, được nhục mạ họ, muốn chôn vùi người ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Tôi muốn lên tiếng để cư dân mạng đừng bắt người khác, phải chịu đựng bị người khác chửi rủa lăng mạ. Nếu góp ý thật lòng thì mọi người sẽ sử dụng câu từ văn minh mang tính xây dựng để nói. Còn chửi lăng mạ người khác thì không được, vì chúng ta cần ứng xử của văn hóa trong một xã hội văn minh và ai cũng cần được tôn trọng bình đẳng như nhau lý nhã kỳ sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào dù không qua trường lớp diễn xuất nhưng lý nhã kỳ có được sự may mắn khi hoạt động nghệ thuật nổi danh qua các bộ phim truyền hình điện ảnh cô hoạt động sâu biết với vai trò là diễn viên và gây ấn tượng với loạt phim như ghen mùa hè lạnh gió nghịch mùa bước chân hoàn vũ đặc biệt lý nhã kỳ gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim Kiểu nữ và đại gia vào năm 2008. bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nhiều điểm sáng lý nhã kỳ còn là doanh nhân thành công trên nhiều lĩnh vực nổi bật trong đó là bất động sản nhờ việc kinh doanh phát triển thuận lợi lý nhã kỳ hiện tại sở hữu khối tài sản khổng lồ theo nguồn tin từ sau channel morning post đăng tải vào đầu năm 2022 Khối tài sản của cô ước tính là khoảng 17 triệu USD, gần 385 tỷ đồng. Cụ thể Lý Nhã Kỳ hiện sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đà Lạt Vũng Tàu. Dinh thự cô đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến dân tình choáng ngập vì sự xa hoa hoành tráng, được xây dựng theo phong cách cổ điển, kiến trúc hoàng gia châu Âu. Căn biệt thự bao gồm đầy đủ phòng chức năng và cả studio bên trong. Người đẹp chia sẻ có thuê hẳn đầu bếp riêng để chuẩn bị những bữa ăn đúng ý, cũng như thuê stylist cắm hoa làm đẹp trong không gian sống mỗi ngày. Nữ diễn viên từng cho biết do thường xuyên đi tham quan thắng cảnh những tòa lâu đài ở châu Âu nên cô rất thích loại kiến trúc cổ điển của phương Tây. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1982 còn sở hữu du thuyền Freddy 360 với giá 4,4 triệu USD, gần 100 tỷ đồng. Cô dùng đó để đưa gia đình đi ngắm hoàng hôn dọc sông Sài Gòn hay tiêm những vị khách quan trọng. Trong số biết Việt, Lý Nhắc Kỳ còn là dân chơi hàng hiệu thứ thiệt, nữ diễn viên Tam X hiện tại đang có trên dưới 400 chiếc túi đủ kiểu đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới có giá trị hàng chục tỷ đồng có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà kỳ không biết luôn có những dòng túi kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình và để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này kỳ cũng không thể nhớ hết phần lớn tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại gom về Giờ nhà cô có đến hai phòng Chỉ để chất đồ thời trang mà thôi Lý Nhã Kỳ còn được biết đến với danh sưng Nữ Hoàng Kim Cương Trong một lần tham gia chương trình truyền hình Nữ diễn viên nói vui Giờ bố không có chồng vẫn chưa Thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi những đêm buồn cô đơn đó nữ diễn viên từng tiết lộ phải mua 5 cái két sắt mới chơi hết số kim cương trong nhà. Về chuyện tình cảm, vào năm 2019, Lý Nhã Kỳ thừa nhận chia tay bạn trai gắn bó 9 năm vì cả hai rất ít gặp nhau bởi công việc bận rộn. Từ đó đến nay cô chưa công khai bạn trai mới. Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ, người con gái nào cũng mong được nắm tay người đàn ông mình thương nên lễ đường. Tôi tin rằng ngày đẹp nhất và chiếc váy đẹp nhất của mỗi cô gái chính là ngày cưới và chiếc váy cưới. Nữ di viên cho biết những năm qua, cô đặt ra nhiều mục tiêu trong cuộc sống, dành thời gian tìm kiếm danh vọng tiền bạc, sau đó mới sống cho bản thân. Lý Nhã Kỳ cũng thẳng thắn chia sẻ vì hiện đã có chỗ đứng, vị trí ổn định và có nhiều kinh nghiệm sống nên càng thận trọng hơn trong việc chọn bạn đời Tôi chọn đàn ông ở đức tính Chứ không chọn ở thành tựu Vì để tạo được thành tựu đó Phải do ý chí và đức tính Đàn ông có đức tính tốt Không bao giờ là người thất bại và vô dụng Lý Nhã Kỳ cho hay Giải mã hệ sinh thái doanh nghiệp của Lý Nhã Kỳ Đầu năm 2013 Lý Nhã Kỳ khai trương trung tâm thương mại sang trọng đẳng cấp Linh Luxury Gallery với diện tích là 600 mét vuông, tọa lạc tại Đồng Khởi, con đường đắt đỏ thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây chuyên về hai dòng sản phẩm diệt đi tu và Haute tư thời trang cao cấp và limited. cũng các sản phẩm độc đáo và tinh tế từ các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới về phụ kiện, và trang thiết bị nội thất duy nhất tại Việt Nam dành cho các chính khách doanh nhân, các ngôi sao trong nước và quốc tế mong muốn có một phong cách thật sang trọng. Giải mã hệ sinh thái doanh nghiệp. Theo tìm hiểu của phóng viên, hạt nhân trong hệ thống doanh nghiệp của Lý Nhã Kỳ là công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Vương. Trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Linh được thành lập năm 2007, có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Trong đó lính Nhã Kỳ góp 199,65 tỷ đồng, tương đương 99,82%. Công ty này từng có hai doanh nhân có tiếng đứng tiền điều hành là cựu kế toán trưởng công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh Hasako, ông Huỳnh Tuấn Hùng và Việt Kiều Đan Mạch, ông Ngô Dương Hoàng Thảo. Công ty Vạn Vượng trực tiếp điều hành các lĩnh vực kinh doanh thời trang và trang sức, đồng thời là công ty mẹ đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên. Một doanh nghiệp khác của Lý Nhã Kỳ cũng hoạt động trong mảng buôn bán, kinh doanh trang sức, là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng Linh. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2015, có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó Lý Nhã Kỳ góp 99,82%. Trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, Lý Nhã Kỳ của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện truyền thông quốc tế Linh được thành lập vào cuối năm 2015. Có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Lý Nhã Kỳ góp 10%, Phần còn lại thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng Linh Đáng chú ý, dù không mấy nổi danh trong mảng bất động sản, Song Lý Nhã Kỳ lại sở hữu khá nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này Với tổng số vốn góp hơn nửa nghìn tỷ đồng Phần lớn các công ty này đều được thành lập trong năm 2016 Cụ thể Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng Lộc Phát thành lập vào tháng 5 năm 2016 có vốn 30 tỷ đồng, Lý Nhã Kỳ góp 90% tương đương 27 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Bảo Vượng thành lập ngày 21 tháng 9 năm 2016 có vốn 35 tỷ đồng do Lý Nhã Kỳ sở hữu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư địa ốc Vạn Vượng Lộc thành lập vào tháng 3 năm 2016 có vốn là 200 tỷ đồng trong đó Lý Nhã Kỳ góp 150 tỷ đồng tương đương 75%. Công ty Vạn Vượng góp 25% còn lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư địa ốc Vạn Vượng Thông thành lập vào ngày 22 tháng 3 năm 2016, có vốn là 20 tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ góp 75%, công ty Vạn Vượng góp 25% còn lại. Tháng 7 năm 2016, Lý Nhã Kỳ hợp tác với doanh nhân Trần Lâm, con trai chủ tịch City Auto Trần Ngọc Dân liên tiếp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xây dựng Vạn Thắng vốn là 120 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư bất động sản Vạn Phát vốn là 100 tỷ đồng. Đến nay ông Lâm đã thoái hết vốn ở cả hai doanh nghiệp này nhưng lại quyền kiểm soát toàn bộ cho Lý Nhã Kỳ. Ngoài ra Lý Nhã Kỳ thông qua các cá nhân liên quan còn sở hữu một số doanh nghiệp như Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xây dựng Phát Phú, thành lập vào tháng 9 năm 2016. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Đại Hồng Phát, thành lập vào tháng 10 năm 2016, có vốn là 50 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3, được thành lập vào năm 1992 có vốn là 20 tỷ đồng. Dù sở hữu rất nhiều doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư ngót nghét cả nghìn tỷ đồng, song thực trạng hoạt động của các đơn vị này vẫn là điều bí ẩn. Cuối năm 2014, xuất hiện thông tin tập đoàn Linh làm ăn thua lỗ, Lý Nhã Kỳ thời điểm đó đang đàn phủ nhận. Khẳng định doanh nghiệp của cô hoạt động bình thường và chưa sa thải một nhân viên nào. Lý Nhã Kỳ lên tiếng vì xuất hiện trên quảng cáo của trang web cờ bạc. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên trang web cờ bạc online. Mới đây Lý Nhã Kỳ bức xúc khi hình ảnh bản thân bị các trang cờ bạc online lấy để quảng cáo. Đặc biệt có rất nhiều trang cờ bạc ưu ái lấy hình ảnh nữ diễn viên, thậm chí có trang còn nhận Lý Nhã Kỳ là đại sứ thương hiệu. Chính chủ chia sẻ nếu tôi nói tôi sinh ra xấu thị phi chắc không sai đúng câu mâm nào cũng có tôi bây giờ đến khúc lấy hình ảnh tôi quảng cáo trá hình cá độ bóng đá nữa tiếp đó nữ diễn viên kêu gọi cộng đồng mạng hãy chung tay tố cáo sập những trang cờ bạc cá độ trực tuyến này dạo gần đây vấn đề người nổi tiếng người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội rơi vào những sự việc liên quan quảng cáo trá hình, ứng dụng cờ bạc đã trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận. Như vào năm 2021, cộng đồng mạng xôn xao thông tin một cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam xuất hiện để quảng cáo cho một ứng dụng cá cược trái phép. Hình ảnh cựu tiền đạo này xuất hiện nhiều lần trong các video quảng cáo của ứng dụng. Vào năm 2022, một vài ca sĩ diễn viên cũng bị nghi ngờ quảng cáo cho các ứng dụng tương tự. Tại Việt Nam, hành vi cờ bạc cá độ dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật. Do đó, các loại hình này đều bị cấm quảng cáo theo khoản 1 điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012. Mức phạt cho hành vi này có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Tuy nhiên thực tế hiện nay, việc quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội đang diễn ra rầm rộ với hình thức tình vi khó quản lý. Lý Nhã Kỳ nói gì về tin đồn bị phong tỏa tài sản? Mạng xã hội ngày 22 tháng 2 rộ tin đồn Lý Nhã Kỳ gặp rắc rối với pháp luật và bị phong tỏa tài sản. Phóng viên đã liên hệ với nữ diễn viên để tìm hiểu sự việc. Trên trang cá nhân, diễn viên Lý Nhã Kỳ chia sẻ ảnh chụp một bài đăng ám chỉ về cô theo hướng tiêu cực và cho rằng đây là hành vi bôi nhọ hạ nhục người khác. Biên hệ với Đinh Nhã Kỳ, người đẹp cho biết bản thân đang rất bận rộn nên nhờ ekip và khán giả hỏi thăm, cô mới biết tin đồn về mình đang lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên bức xúc khi tên tuổi bị đưa ra làm chủ đề câu view, bị đồn thổi những thông tin sai lệch. Tôi không có thời gian nói những chuyện sáo rỗng nên bạn bè khán giả mà không nhắn tin nói cho tôi biết có lẽ tôi vẫn đang cặm cụi đi làm để kiếm tiền lý nhã kỳ nói người đẹp cho biết cô về ekip xem xét việc lập vi bằng và nhờ pháp luật can thiệp khi danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng bạn có thể thấy với những tin bịa đặt gần đây tôi đều chia sẻ lại trên trang chính thức và thẳng thắn đối mặt với tin đồn bồi nhọ gây hoang mạc dù bài đăng đó có nói thẳng tên tôi hay không thì vẫn có cách xử lý bởi các đặc điểm nhận diện để có thể lập được vi bằng. Tuy theo mức độ của thông tin sai lệch và ảnh hưởng của bộ phận pháp lý của công ty sẽ có những bước tiếp theo. Cô cho hay. Diễn viên Lý Nhã Kỳ nói thêm hơn 10 năm bước chân vào làng giải trí cô từng đối mặt với không ít tin đồn. Cô mong khán giả khi tham gia mạng xã hội... Sẽ nâng cao ý thức... Tuần thủ pháp luật... Để không bị cuốn vào những thông tin bịa đặt sai lệch... Để tin đồn... Không có cửa tấn công... Gây ảnh hưởng tiêu cực... Thì mỗi người cần tỉnh táo trước các luận điệu sai trái... bôi nhỏ, kích động... Không hùa theo hội trực đam đồng... Diễn viên đưa ra quan điểm... Chia sẻ thêm với phóng viên... Diễn viên Lý Nhã Kỳ cho biết năm nay... Cô có nhiều dự định công việc trong và ngoài nước Đây không phải lần đầu tiên diễn viên Lý Nhã Kỳ Vướng tin đồn rắc rối về pháp luật Đến nay cô đã bốn lần bị đồn những thông tin như Mời lên phường uống trà Đang bị cấm xuất cảnh điều tra Mỗi khi vướng tin đồn người đẹp Kiểu nữ với đại gia Đều có động thái lên tiếng cứng rắn Dập tan nghi ngờ của dân mạng Trong bài đăng hồi tháng 1 Lý Nhã Kỳ cho biết ở tuổi 41 Cô biết cách cân bằng giữa lý trí và cảm xúc Cải mở hơn, bớt nóng tính hơn Biết đặt cảm xúc đúng chỗ Trước đây cô hào thắng Không hài lòng khi đón nhận nghi ngờ năng lực của mình Cô biết ơn sự khó tính khán giả Và tin rằng sau những gì đã qua Lý Nhã Kỳ của hiện tại là phiên bản hoàn thiện trưởng thành hơn Lý Nhã Kỳ nói gì về tin đồn hẹn hò ghi lê. Ngay ngày đầu tiên của năm mới năm 2024, Lý Nhã Kỳ tiếp tục thay đổi hình ảnh, không còn là một quý cô cổ điển yêu điệu, những chiếc đập dài thướt tha, có họa tiết lấp lánh, thay vào đó nữ diễn viên gió nghịch mùa, tạo ấn tượng với phong cách trẻ trung nổi loạn, kiểu nào cũng cần. Bên cạnh những thời trang phá cách, Lý Nhã Kỳ vẫn thể hiện sự yêu thích với những chiếc đầm body ôm sát cơ thể phù hợp xu hướng hiện tại. Hầu hết trang phục của cô trong bộ ảnh lần này đều là những màu sắc tối giản như trắng, nâu, đen, xám, xanh. Dù vậy, nữ chính phim kiểu nữ và đại gia luôn biết cách khiến mình trông nổi bật trẻ trung năng động và không kém phần quyến rũ. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng giàu có xinh đẹp Nhưng cô cho biết về kiêu sa đài các, Đúng chất quyền quý sang chảnh mà cô đang có Đôi khi là rào cản để cô tìm kiếm một người đàn ông của đời mình Tôi có thể dễ dàng chinh phục người đối diện từ cái nhìn đầu tiên Nhưng sự hoàn hảo và thành đạt của Lý Nhã Kỳ cũng là rào cản Để tôi tìm một ý trung nhân cân xứng Cô nói thật ra có rất nhiều người đàn ông yêu chinh phục tôi nhưng tôi không đáp trả không phải vì họ tệ trái lại họ quá hoàn hảo giỏi giang nên không hợp với tôi nhưng cũng có những người đàn ông đứng trước tôi nhưng không tự tin về kiến thức kinh tế hay sự nổi tiếng họ không tự tin bước đi cùng tôi cái tôi cần là cảm xúc hơn cô chia sẻ thêm trước câu hỏi của phóng viên về tình trạng hiện nay nhã kỳ khẳng định cô vẫn đang độc thân và chờ đợi bạch mã hoàng tử tìm đến gần đây lý nhã kỳ tích cực xuất hiện trước công chúng cũng như mối quan hệ thân thiết với bạn bè đồng nghiệp cô thường là khách mời đặc biệt tại những đám cưới của đàn em lý nhã kỳ cũng không ngần ngại xin vía mọi người để sớm có chồng vì đối với cô việc khó khăn nhất chính là tìm được người đàn ông xứng đáng với mình lý nhã Kỳ cũng thẳng thắn lên tiếng phủ nhận tin đồn bí mật hẹn hò với cưu lê Cô nói cũng như nam thư phương lan cưu lê là một trong những người bạn tốt của tôi cưu lê là một người dễ thương chu đáo biết chăm sóc mọi người một nghệ sĩ tài năng khiêm nhược kín đáo chúng tôi biết nhau qua những người bạn chơi hợp rồi tụ thành một hội chung họp mặt mỗi khi rảnh rỗi với tôi những người bạn thật tình với mình Tôi đều trân trọng yêu quý hết lòng nữ di viên cùng tâm sự rằng việc cư dân mạng đặt nghi vấn mỗi khi các nghệ sĩ thân thiết với nhau đôi khi ảnh hưởng đến sự thoải mái vô tư giữa họ thấy chúng tôi cứ thân với nhau là áp đặt của tình cảm ai cũng có thể là những bạn bè tốt với nhau lý nhã kỳ khẳng định bị hỏi khi nào lấy chồng lý nhã kỳ đáp Em đang tạt nước lành vào mặt chị Mới đây Diễn viên Lý Nha Kỳ Đã có mặt tại ngày hội du học Trong vai trò lãnh sự danh dự Romani Tại thành phố Hồ Chí Minh Tại đây giữ diễn viên Thực hiện công việc của lãnh sự danh dự là Giao lưu gặp gỡ với các thầy cô Hội đồng giáo dục Romani Lý Nha Kỳ chia sẻ Tôi đã làm lãnh sự danh dự Romani được nhiều năm và vẫn đang tiếp tục công việc của mình như một sứ mệnh. Bên cạnh công việc nghệ thuật kinh doanh, công việc này với tôi như một trọng trách về niềm bình dự. Tính mốc thời gian thì tôi đảm nhận vai trò này từ giữa năm 2018, tới nay là 5 năm rồi. Đây là niềm vui vừa là trọng trách không nhỏ dành cho bản thân. Tôi rất tự tin và sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa romani và việt nam nói chung thành phố hồ chí minh nói riêng trong vai trò lãnh sự danh dự romani tại thành phố hồ chí minh tôi luôn cố gắng tích cực hoạt động kết nối tạo ra các cơ hội hợp tác và phát triển song phương giữa việt nam romani trong đó có lĩnh vực giáo dục vì thế tôi có mặt tại ngày hội du học này để gặp gỡ trực tiếp các đại diện từ cơ quan giáo dục chính phủ nói chung và hội đồng giáo dục Romani nói riêng. Từ đó tôi muốn giúp các bạn học sinh sinh viên có thêm lựa chọn cơ hội du học. Tôi vui mừng khi thấy nhiều bạn trẻ đến đây để tìm hiểu về chiến lược học bổng, cơ hội trúng tuyển và các trường đại học danh giá và các trường đại học phù hợp. Các bạn trẻ tỏ ra khá hào hứng và thích thú trước sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ. Nhiều người bất ngờ khi thấy nữ diễn viên ở ngoài Tuyền chạy tới xin chụp ảnh chung Chữ ký Đặc biệt Một khán giả còn chạy tới hỏi Linh Nhã Kỳ Chừng nào chị lấy chồng bà vậy Câu hỏi này khiến nữ diễn viên bất ngờ Và đứng hình mất mấy giây Rồi mới thốt lên Em đang tạt nước lạnh vào mặt chị Về phía mình Linh Nhã Kỳ tâm sự Hiện tại tôi vẫn đang duy trì cuộc sống độc thân Tôi cũng không còn hoạt động sôi nổi trong giới showbiz như trước đây. Thay vào đó tôi tập trung vào công việc kinh doanh và dành thời gian quan tâm tới gia đình. Về chuyện chồng con tôi không ép buộc hay gây áp lực cho mình. Cứ để duyên số sắp đặt. Khi nào duyên tới thì tôi lấy chồng. Tôi hoàn toàn tự chủ, tự lo cho cuộc sống của bản thân được. Không nhất thiết phải dựa dẫm vào người đàn ông nào. Nên nếu có lấy chồng cũng phải xuất phát từ tình yêu. Như vậy thì tôi mới hạnh phúc. Lý Nhã Kỳ Tôi từng không dám yêu nhiều Vì sợ bị nói lăng nhăng không tử tế Tiết lộ về cơ duyên gặp gỡ đàn em Lý Nhã Kỳ cho biết Chính ekip cô là người giới thiệu Thời điểm nữ diễn viên sản xuất phim Cô được gợi ý mời xong luôn tham gia Vì ngoại hình lãng tử cùng gương mặt điện tra Cô nói Mọi người gửi cho tôi rất nhiều hình Xong luân nói rằng cậu ấy đẹp như diễn viên Hồng Kông Mà gu của tôi lại là kiểu Hồng Kông Từ đó hai chị em tôi quen biết nhau Về phía song luân, anh cho biết bản thân đã gặp gỡ và yêu mến Lý Nhã Kỳ từ thời sinh viên Khi tham gia chương trình đại sứ du lịch, anh đã trầm trồ trước nhan sắc của cô Dù xuất hiện với hình tượng nam thần trên màn ảnh Nhưng ít ai biết song luân cũng có những khát khao riêng Nam diễn viên cho biết anh đã nghĩ đến việc yên bề gia thất. Tôi cảm thấy có một gia đình, có một đứa con gái trong đến một hai năm gần đây. Tự dưng tôi muốn ổn định cuộc sống và muốn có con. Tôi cũng muốn yêu nhưng chưa tìm được đối tác phù hợp. Tôi nghĩ bây giờ tìm một người phù hợp khó hơn ngày trước vì tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi cần một người đi với mình đến suốt cuộc đời. Anh bộc bạch. Bên cạnh đó, Song lần còn tiết lộ bản thân là người trung thủy trải qua nhiều mối tình. Nam diễn viên luôn tích góp những bài học để ngày mà hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ mình là người đa tình nhưng trung thủy. Đa tình nghĩa là tình cảm dạt dào dễ rung động, yêu thì cái gì đó. Không chỉ nói đến con người. Trước một tấm ảnh đẹp, tôi dừng lại rất lâu và dường như bị cuốn vào đó, say mê luôn. Tôi là người đa sầu đa cảm Nhưng khi yêu lại là người trung tình Sao phim hậu dưới mặt trời chia sẻ Đồng thời Song Luân còn khiến Lý Nha Kỳ bất ngờ Khi hé lộ lịch sử tình trường Anh kể Tôi trải qua hai mối tình Mỗi mối tình kéo dài 4 năm Tôi tự tin mình là người trung thủy Đến bây giờ khi nghĩ về người yêu cũ Tôi thấy mình vẫn còn yêu người ta Vẫn chưa quên người ta khi nghĩ về những ngày tháng tôi và họ hạnh phúc tôi thấy rất vui khi có người yêu mới tôi biết những gì trải qua chỉ là quá khứ nhưng thực sự tôi không muốn quên nó vì đó là kỷ niệm đẹp đồng tình với xong luôn cô bày tỏ tôi từng nghĩ không nên yêu quá nhiều vì sẽ bị đánh giá là lăng nhăng không tử tế nhưng sau này tôi mới hiểu tình yêu là cảm xúc đôi khi phải vấp ngã với hạnh phúc Người đàn ông tương lai của mình sẽ hạnh phúc hơn khi bản thân mình biết điều chỉnh sửa chữa sai lầm. Chia sẻ về tình trạng hiện tại, Song Luân nói anh đang độc thân. Tuy nhiên nam diễn viên cho biết, luôn hy vọng tìm kiếm tình yêu mới. Đã 4 năm sau chia tay, tôi không tiến tới với ai. Lúc đầu còn thấy bình thường, nhưng đến năm thứ ba thứ tư bắt đầu thấy cô đơn, muốn có người bên cạnh. Nam thần màn ảnh khiến Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào cái bọc bạch. Bây giờ tôi chỉ mong đi làm có người gọi mình về thôi. Ở thời điểm này tôi nghĩ sẽ đưa hết tiền cho bạn gái của tôi. Chỉ mong sáng dậy phát cho tôi tiền ăn sáng thôi. Tôi thích cảm giác đó.